tử vi tuần mới từ 1 tháng 7 đến 7 tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp dương lịch, tức ngày 26 tháng 5 đến 25 tháng 6 năm 2024 âm lịch hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe tuần mới này của bạn chính xác nhất giúp bạn chủ động hơn trong mọi công việc. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí từ ngày 1 tháng 7 đến 7 tháng 7 năm 2024 tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 1 tháng 7 đến 7 tháng 7 năm 2024 tuần mới đại hao đe dọa khiến tí làm ăn khá chắc trở và mất mát khá nhiều tiền bạc vì những chuyện bất đắc dĩ. Trong tuần, công việc của con giáp này tiến triển khá chậm, nhiều người bị khách hàng, đối tác khiển trách cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh đều phải cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Tuyệt đối không giao việc của mình cho người khác làm hộ. Tiền bạc tiêu tán khá nhiều cho những thú vui của bạn và gia đình, sau mỗi chuyến đi chơi là mỗi lần cạn ví. Hung vận lấn át cát vận. Mọi chuyện thường chạch khỏi quỹ đạo tính toán khiến con giáp này khó xoay kịp. May mắn là có giải thần cứu trợ của đi thay người, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của gia đình và bản thân là đủ. Tí cũng lương thiện, hay giúp người nên phước dày, tránh được nhiều tai họa ập đến trong những ngày tới. Hai Tuổi Sửu từ ngày 1 tháng 7 đến 7 tháng 7 năm 2024 cặp đôi tiểu hao và thiên hình gây ảnh hưởng xấu nặng nề đến vận trình của tuổi Sửu trong tuần mới. Con giáp này là người thông minh, sông sáo, năng động nhưng hay mắc bẫy kẻ xấu vì tính hấp tấp của bản thân. Tuần này phải hành sự cẩn trọng, hạn chế kiện tụng, tránh làm ăn bất chính, đừng để đồng tiền làm mờ mắt, sai một ly là hối hận cả đời tài vận trung bình nên học thêm kiến thức về quản lý tài chính nếu như không muốn tiền bạc cứ chảy ra khỏi túi mà không có lý do. Tuần này sửu tiêu khá nhiều tiền cho con cái, bù tiền hoặc mua sắm cho gia đình, tiền ra nhiều hơn tiền vào. Bên cạnh đó sửu cũng nên nhắc nhở người thân trong gia đình cẩn thận với việc đi lại, tránh xa những nơi gần sông nước nếu có việc đi xa thì cần cẩn thận với bệnh dị ứng hoặc bị mất đồ vì tin tưởng người lá. Ba, tuổi dần từ ngày 1 tháng 7 đến 7 tháng 7 năm 2024 ngũ quỷ đe dọa khiến dần lao đao ít nhiều vì công việc và những người không quen biết, khó lòng đạt được những mong muốn của mình tuần này là khoảng thời gian khá khó khăn với người tuổi dần khi bạn khó hoàn thành công việc hay gặp trục trặc trong quá trình giao tiếp dần dần tinh thần làm việc giảm sút bạn không còn nhiệt tình như trước nhất là những ngày cuối tuần phương diện tài lộc cũng cần chú ý trong tuần này có nguy cơ bạn bị kẻ gian lừa gạt tuy nhiên thời gian đầu tuần con giáp này có khá nhiều lộc làm ăn nên tận dụng để cứu lại tiền đã mất nhờ tam hợp cục những người đang tự khởi nghiệp thì nên học hỏi thêm cách quảng cáo hàng hóa của mình mặt tình cảm con giáp này có tiến triển tốt trong những ngày đầu tuần các mối quan hệ được êm đềm chỉ số hạnh phúc cao ở thời gian cuối tuần bạn vẫn chưa thể hóa giải được khúc mắc tồn động trong tình cảm cần cẩn thận với kẻ thứ ba 4. Tuổi Mão từ ngày 1 tháng 7 đến 7 tháng 7 năm 2024 tuần mới này Thái Âm đem lại cho Mão những trải nghiệm thú vị và mới mẻ. Nữ giới nhận được nhiều may mắn hơn nam giới. Quý nhân sẽ tới bên chỉ lối dẫn đường. Chỉ cần bạn biết tận dụng đúng cơ hội và đừng khoe khoang về thành quả của bản thân quá mức là được. Đừng bao giờ e sợ thất bại vì đó là nền tảng cho những thành công sau này của bạn nếu cứ lo sợ thì bạn sẽ bị đối thủ bỏ lại rất xa may mắn ở đường tiền bạc của mão trong tuần này là nhờ tam hợp trợ lực thu nhập của bạn sẽ gia tăng chủ yếu là ở những công việc tay trái đem lại việc hợp tác làm ăn mua bán có lợi nên tận dụng những ngày cuối tuần để tiến hành xem bói tử vi chuyện tình cảm của con giáp này có tin vui đặc biệt là ở nữ mệnh đang độc thân hoặc sắp sinh con. Tuy nhiên nam tuổi mão cũng cần đề phòng việc bị bạn bè lợi dụng hoặc bị lừa gạt trong chuyện tình yêu. Nam Tuổi Thìn từ ngày 1 tháng 7 đến 7 tháng 7 năm 2024 dịch mã báo hiệu một tuần mới đầy sóng gió nhưng cũng cực kỳ may mắn và thú vị đối với các bạn tuổi Thìn. Bạn là con giáp năng động. Vì thế nên nếu tận dụng được ưu điểm này thì công việc cực kỳ suôn sẻ. Lâu lâu, cuộc sống sẽ mang đến những điều thật nặng đặt lên vai để đo sức chịu đựng của bạn những người chịu khó và đặt cái tâm của mình vào công việc thì trời không phụ tài chính càng về cuối tuần càng vượng nhờ được quý nhân che chở quý nhân mang lại tiền bạc vào giữa tuần điều này cũng đủ để bạn tự thưởng cho bản thân món quà lớn bên cạnh đó những ai có ý định đi nhập hàng hoặc xuất khẩu lao động trong tuần này sẽ có lời đường tình duyên không có nhiều biến động con giáp này vẫn duy trì được tình trạng ổn định trong mối quan hệ của mình. Tuy nhiên gia đình nào có con nhỏ hoặc người già đau ốm thì phải để ý hơn một chút. Còn ai có ý định tỏ tình thì nên thẳng thắn bày tỏ vào một ngày cuối tuần. 6. Tuổi tỵ từ ngày 1 tháng 7 đến 7 tháng 7 năm 2024 cát tinh thiên vu và thái dương giúp tuổi tỵ vực lại tinh thần và có thêm động lực để tiến hành những công việc còn bỏ giờ. Tỵ là con giáp thông minh, ham học hỏi. Không thích đứng yên một chỗ mà luôn cầu tiến và cố gắng. Bạn là người có năng lực, đừng nản trí, vẫn còn cơ hội tốt nếu như trước đó không gặp tiểu nhân thì nay đã tìm được cơ hội để thỏa sức vẫy vùng và thăng tiến. Nếu con giáp này biết đầu tư khôn khéo và chăm chút cho công việc thì khả năng cao tuần này có khoản tiền lời lớn. Ngay từ đầu tuần đã khởi sắc rực rỡ. Khả năng kiếm tiền của bạn cũng được nâng cao nhưng cũng cần phải cẩn thận kẻo bị rơi ví hoặc mất mát giấy tờ. Thái Dương cũng hỗ trợ cho nam tuổi tỵ rất nhiều trong việc tìm kiếm người thương. Bạn dần tin vào chữ duyên phận, kỳ thực không phải thế giới này càng ngày càng tốt đẹp, mà là bạn dần dần trở nên tốt hơn, quen được nhiều người thú vị hơn. 7 tuổi ngọ từ ngày 1 tháng 7 đến 7 tháng 7 năm 2024 thái tuế và hiếu bật theo sau ngáng đường nên ngọ sẽ có một tuần mới bất ổn, cần đề phòng tai họa bất ngờ ập tới. Con giáp này kiểm soát được mọi vấn đề diễn ra trong tuần, nhưng cũng không thể tránh khỏi sai sót bất ngờ. Khi đi công tác xa hoặc làm trong khu vực nguy hiểm thì phải cẩn thận kẻo tai nạn hoặc bị người khác chèn ép, tị nạn đôi khi bạn cần lạnh lùng và cứng rắn để không bị lép vế con đường tài vận con giáp này không có tiền dư dù có tiết kiệm được cũng khó lòng giữ lại dù nhận được sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè nhưng tình hình vẫn không được cải thiện là bao khuyên ngỏ không nên thử sức kiếm tiền ở lĩnh vực mới trong tuần khả năng thất bại khá cao ở đường tình duyên con giáp này hay bị đa nghi và cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực. Các bạn có gia đình nên nghiêm khắc trong việc dạy con trẻ khi con có những hành động sai. Đừng nghĩ đến việc bắt đầu hút thuốc hoặc uống rượu bia để giải sầu, hậu quả không tốt chút nào. 8 tuổi mùi từ ngày 1 tháng 7 đến 7 tháng 7 năm 2024 sao Bách Việt đem lại nhiều niềm hy vọng và sự tốt lành cho mùi nhưng đương số cũng nên cẩn thận với sự đe dọa của thiên nguyệt hung tinh. Có đôi khi bạn làm tốt mọi thứ, thế mà vẫn có người chỉ chỉ trò trò nói xấu sau lưng. Thế nhưng mùi vốn bản tính thẳng thắn và mạnh mẽ nên chẳng sợ ai, cứ việc mình mà làm nên được lãnh đạo tin tưởng bên cạnh đó người làm kinh doanh cũng thu hút được khách nhờ tài ăn nói của mình tiền bạc hôm nay không kiếm được nhưng ngày mai có thể sẽ giàu có nên bạn hãy cứ vô tư đi đừng nặng gánh tiền bạc quá nhiều người vì áp lực cơm áo gạo tiền mà suy nghĩ tiêu cực hay chút giận lên người thân có lẽ bạn cần có thời gian nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần trong chuyện tình cảm con giáp này nên chăm sóc cho bản thân trước khi yêu người khác. Sức khỏe của bạn và người thân gần đây không được tốt, cảm thấy không ổn thì nên đi khám sớm. Nếu bạn yêu thương người đó, hãy quan tâm người ấy nhiều vào, đừng để người khác thay bạn làm điều đó. 9. Tuổi thân từ ngày 1 tháng 7 đến 7 tháng 7 năm 2024 thiên cầu hung tinh đem đến họa thị phi cho con giáp này, nhưng may mắn được sự trợ giúp của Nguyệt Mã nên tuổi thân vẫn đạt được thành tựu nhất định. Tuần mới thân phải di chuyển nhiều, hay phải thay đổi lịch trình nhưng những điều này lại có lợi cho bạn. Dù đạt được nhiều thành tựu nhưng lúc nào cũng cần phải có sự khiêm tốn thì người khác mới tôn trọng, cấp trên mới quý mến càng khiêm tốn bạn càng thu được may mắn. Tiền bạc hanh thông. Tuần này có thể đi đâu đó nghỉ ngơi những ngày nắng nóng nhưng cũng cần sắp xếp thời gian hợp lý để không ảnh hưởng tới công việc. Nhiều bạn làm công chức nhưng cực kỳ chăm chỉ, đa năng. Không ngại khó để kiếm tiền khiến người ngoài ghen tị. Thế nhưng thân cũng nên quản lý lời ăn tiếng nói của mình sao cho chặt chẽ kẻo vạ miệng hại thân. Đôi lúc cũng phải chỉn chu hình thức một chút, giản dị quá không gây được ấn tượng tốt cho những cuộc hẹn quan trọng. 10 tuổi dậu từ ngày 1 tháng 7 đến 7 tháng 7 năm 2024 tử vi hàng tuần 12 con giáp thiên đức là cát tinh hỗ trợ cho dậu nhiều nhất trong tuần mới này, cơ hội thăng quan tiến trước đang đến rất gần với nhiều bạn. Là người hết lòng vì đồng nghiệp nên lúc khó khăn bạn cũng được người khác giúp đỡ hết mình. Bên cạnh đó cơ hội thu được tệp khách hàng mới. Thăng tiến hay xuất ngoại của bản mệnh trong thời gian tới cũng rất cao, nhiều bạn trẻ chứng minh được thực lực của bản thân chuyện tiền bạc rất hanh thông nhờ sự cố gắng của bạn trong công việc. Trời không phụ lòng người có tâm, nếu có thời gian rảnh thì nên làm thiện nguyện hoặc trau dồi kiến thức cho bản thân. Những khoản đầu tư này là khoản đem lại lợi ích cao. Tăng cường phước đức cho bạn, tuy nhiên ở thời điểm cuối tuần dậu nên cẩn thận trong chuyện tình cảm kẻo vướng phải rắc rối do người khác gây ra. Tình yêu của bạn đang ổn nhưng nếu cứ giữ tình bảo thủ, cố chấp thì sớm muộn người ấy cũng chán mà rời xa. 11. Tuổi Tuất từ ngày 1 tháng 7 đến 7 tháng 7 năm 2024 Bạch Hổ Hung Tinh chiếu mệnh nên Tuất cần chú ý đến sức khỏe và sự an toàn của bản thân hơn những mặt khác. Công việc của bản mệnh thuận lợi ở những ngày cuối tuần nhờ tam hợp dẫn đường. Dù không phải công việc quá xuất sắc, nhưng con giáp này cứ bình ổn mà thăng tiến cũng là việc rất tốt. Cố gắng giữ vững vị trí hiện tại, đừng nghĩ đến nhảy việc. Nhưng nhắc bạn đầu tuần đừng tiến hành kế hoạch lớn, đường tiền bạc của bản mệnh cũng trục trặc ít nhiều. Có nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn nếu muốn đầu tư thì nên suy nghĩ kỹ càng, tính toán thiệt hơn chắc chắn để đầu tư nhé. Những bạn muốn mua xe thì nên chọn ngày đẹp trong tuần để mua. Đừng chủ quan, trong tuần tuất nên cẩn thận trong việc đi lại kẻo ngã xe hoặc bị người khác xô đẩy, sơ ý làm bạn bị thương. Ăn nói cũng phải nhẹ nhàng, chỉn chu hơn một chút. Đừng để người khác cảm thấy bạn lúc nào cũng cáu kỉnh, không tốt cho nhan sắc cũng như việc đối nhân xử thế. 12. Tuổi Hợi từ ngày 1 tháng 7 đến 7 tháng 7 năm 2024 nhờ tử vi cát tinh nâng đỡ nên người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều lợi ích về mình. Khuyên bạn nên nhiệt tình cống hiến cho công việc người làm công ăn lương mọi sự như ý người làm công việc kinh doanh bên ngoài vận may tới tấp đơn hàng về ầm ầm nếu chịu khó tiếp cận với khách chăm chỉ kiếm tiền là tốt nhưng nếu làm việc quá sức thì cũng cần điều chỉnh lại lịch làm việc tuổi này kiếm ra tiền nhưng chưa có ý thức tài chính chưa biết tiết kiệm đầu tuần chưa được may mắn cho lắm nhưng cuối tuần hơi xui xẻo do sự cầu thả của bản thân muốn vững chãi hơn thì hợi cần có thêm vài lần mắc sai lầm và tham khảo ý kiến của người thân chuyện tình cảm chưa phải là ưu tiên hàng đầu nên tạm thời hãy giữ mối quan hệ ở mức ổn định là được tuần mới hợi nên ưu tiên cho các mối quan hệ ngoại giao làm ăn hoặc gia đình không nên bi lụy vì chuyện tình cảm đôi lứa